Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều video mới nhé. Dạ hello bà con, hôm nay bên Trường Anh lại tiếp tục cập nhật về rất là nhiều mẫu xe tại chi nhánh 2 bên Trường Anh ô tô nhá. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng luôn anh chị ạ. Bầu trời xe giá hợp lý luôn. Từ Jolly, Isuzu bên em có đầy đủ hết nhá. Từ 204 đến 207 đến 205 có hết anh chị ạ. Đây nè, hôm nay mới nhất Trường Anh vừa cập nhật về em tiếp tục thêm một mẫu Isuzu Highlander. Con này máy dầu, máy 2.5 bản Cotum nha. Dòng xe phiên bản đặc biệt. Bản Cotum là bản cao nhất trong dòng máy Isuzu anh chị nha. Hai cụm đèn mắt liếc nguyên bản toa xe. Bên Trường Anh có hai con luôn. Đẹp len keng, con này cọp, còn cọp hơn con ở trong nữa. Hai con màu cacao luôn anh chị ạ. Biểu tượng của Isuzu Highlander nè. Gầm cao bánh lớn, 6 lít trên 100km, 4 vỏ tương đối khá mới, 80% vỏ nè. Vỏ mắc xích chữ nổi đàng hoàng anh chị nha. Đây là phần gầm, phần vỏ xe nè. Vỏ xe tương đối là khá mới nè. Gầm bề ở phía trong nè. Những cái đinh bấm nguyên bản theo sản xuất, rin luôn, không có dấu hiệu là bị mục mọt. Đăng kiểm tháng 12 năm 2020, đời 207 này thì đăng kiểm 6 tháng một lần nha. Biểu tượng mặt ca lăng trước của Isuzu nè. Hai cụm đèn rin nguyên luôn. Đây anh chị nè, hai cụm đèn rin nguyên luôn. Cản trước đẹp len keng. Đồng sơn nội thất rất là đẹp, rất là gọn gàng những chiếc xe nhá. Kết hợp là bề gác chân. Bề gác chân là nguyên bản toa xe nè, anh chị coi bề gác chân nè của Isuzu luôn nè. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, bốn cánh cửa dán phim cách nhiệt, bản V-Space. Đây anh chị ạ, bản Cotum nhá. Đó là dòng xe phiên bản cao cấp của Isuzu Highlander đó. Màu cacao đẹp chưa? Con này bánh treo anh chị nha. Dòng xe bánh treo. Đây anh chị nè, biểu tượng là bánh treo nằm ở trong, là biểu tượng của Isuzu Highlander. Rin nồi máy 2.5. Tiết kiệm nhiên liệu dầu cho bà con cô bác nhá. Dòng này design máy dầu. Đẹp len keng xà beng. Bề gác chân hai cản đuôi cá phía sau là nguyên bản toa xe nè. Rin nồi xe không một vết trời luôn. Đồng sơn cụm đèn nguyên bản toa xe nè. Không có dấu hiệu là chạy chùa nha. Vỏ sau nè, vỏ sau mới 90%. Đây anh chị nè, gầm cao bánh lớn nhá, chữ nổi hết toàn bộ nè. Anh chị coi gầm nè, đó phần gầm của con Isuzu Highlander đó. Dòng này đi siêu ngọt, siêu chất đến với tay người sử dụng rồi. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Bên em còn nhiều xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Bản số 63E02604 nhá. Xe chính chủ ký rút hồ sơ cho bà con một lúc nhẹt luôn. Đẹp chưa? Hai con anh chị nha. Hai con màu giống nhau luôn nha anh chị nha. Ở trong kia một con kìa. Ngoài đây thêm một con, hai con 207 bản Cotum. Đẹp tuyệt vời. Đây nè anh chị. Hai vỏ bánh sau nè. Mới len keng xà beng. Mâm là mâm đúc nguyên bản theo nhà sản xuất nhá. Gầm bề phía trong nè. Không có dấu hiệu là mục mọt hay cứng đụng đâu. Anh chị có bề gác chân nguyên rin luôn nè. Biểu tượng của Isuzu nè. Bốn cánh cửa không có dấu tích là lỗi lầm. Nội thất anh chị xem nè. Đó, nội thất kết hợp rồi. Bọc toàn bộ ghế da mới cho em nó rồi. Bọc một cái màu đen. Phải nói là tương đối là sạch sẽ, thoáng mát trên chiếc xe luôn. Vô lăng là vô lăng may công nghiệp nè. Đẹp chưa? Đó, tắp lô tắp bi, dòng này không có dịch vụ taxi cho nên bà con cô bác yên tâm. Những cái vân gai trên phần tắp lô tắp bi nè, đẹp như nhau. Bốn cánh nè, bốn cánh chỉnh điện hết toàn diện trên chiếc xe rồi nha. Keo chỉ bốn cánh không mất phân nào, khóa lóc khóa cho em an toàn. Đầy đủ nguyên bản luôn. Đây là từ phần bề gác chân trước sân rim nè, anh chị coi nè. Đó đẹp chưa, những sóng lường của cửa nè. Không một dấu hiệu là móp méo bên phần cửa bên thân trụ nha. Từ phần tay vai đổ về nè. Đẹp như nhau, rất là lịch sự. Len keng xà beng luôn. Sàn nè anh chị coi nè. Lót sàn mới tinh, không có dấu hiệu rách rưới nha. Từ tay chỉnh của bề ghế là còn nguyên bản luôn nè. Rim lắm. Đó, chiếc xe đẹp bên Trường Anh ô tô đó. Xe này không đẹp thì xe gì đẹp nữa. Bên Trường Anh chỉ lựa những mẫu xe tốt nhất về phục vụ cho bà con cô bác thôi nha. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, không mất một phần nào. Lóc khóa chị em an toàn nguyên bản cho xe luôn. Từ phần tắp bi tắp lô rất là liền lạc, những cái vân gai còn in sâu vào đôi môi của em nó luôn. Một màu cờ sắc áo trong cuộc sống nha. Keo chỉ bốn cánh nè, anh chị xem nè. Không có dấu hiệu là xét rỉ luôn. Lót sàn cực kỳ là sạch sẽ. Đây là phần ghế rồi anh chị coi sạch sẽ chưa. Không dấu hiệu là chạy chùa luôn, học tùy tay bay dằn lạnh. Một trước hai sau, người ngồi sau sẽ không bị nóng nhá. Trần da nè, đẹp chưa? Đó, lấy về là chạy thôi. Học tì tay nè. Rin nồi, rin theo xe luôn nhá. Đẹp chưa? Ghế đã bọc lại toàn bộ cho em nó một cái bộ áo da mới rồi nè. Hai bên phần thân trụ, những cái sóng lường nè.
không một dấu hiệu là móp méo, không một dấu tích là đâm va cứng đục như chiếc xe đâu. Bà con lấy về là chạy thôi. Vỏ mới tinh, cửa đóng cực kỳ là chắc chắn luôn. Dòng này thì những anh chị nào yêu thích về mẫu xe Isuzu máy dầu này thì alo cho em. Và đặc biệt hơn, em này lại càng siêu tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. Gầm cao bánh lớn, độ bền trên 30 năm anh chị nha. Tuyệt vời. Hai cụm đèn nguyên bản đầu xe, ken sao en luôn, không có dấu hiệu trầy xước. Chất sơn rin còn anh chị nha. Đây là toàn bộ trên cửa là chất sơn rin nè anh chị ạ. Đây là chất sơn rin nè. Cản trước, cản sau đã có sơn dập. Đó, xe có sao báo vậy. Còn đồng sơn từ phần tôn đổ lên là chất sơn rin, chiếm đa số toàn diện trên chiếc xe luôn. Tắp bi, tắp lô sạch sẽ vô cùng. Đây anh chị coi nè, phần tắp bi bọc hai màu đỏ đen cho em nó nè. Nhìn cực đẹp luôn. Tạo cho em nó có một cái đường nét rất là sang trọng nha. Một cái đường nét rất là quý phái. Chứ những chị em phụ nữ tô môi son vào trên đôi môi nhỏ bé làm khiến bao anh chàng phải ngất ngây mùa thu xanh nha. Đẹp chưa, những sóng gân là chất sơn rin hết toàn bộ nè. Bóng lừ bản V-Spec nha. Ghế nè anh chị coi nè. Từ phần ghế đổ về nè, sạch sẽ vô cùng. Tay gối chỉnh nè, mọi thứ chức năng đầy đủ đang hoạt động rất là men lì. Lấy về là chạy thôi bà con. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha. Ghế này anh chị có thể gập lại được nhé, toàn bộ luôn. Đó, dàn lạp, ba dàn lạp anh chị nhé. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, không có dấu tích là đâm va cứng đụng trên chiếc xe đâu. Đây là phần tắp bi cửa nè, đẹp như nhau nè. Đẹp len ken keo chỉ bốn cánh, không mất một phân nào nhé. Đây là những sóng gân nè anh chị nè, đây là những sóng gân trên cửa nè. Đó, không dấu hiệu móp méo đâm va, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè bà con. Đây là phần bệ các chân trước sân rin vẫn còn hai bên nè. Mạc tem thông số kỹ thuật là nguyên bản ra xe nè. Bên phần thân trụ nè, máy êm ru. Đây là phần bệ ghế tay chỉnh nguyên bản luôn. Vô lăng nè, vô lăng là chủ nhà trang bị đã thêm cho em nó một cái này để quay, quay cầm cho nó đỡ mỏi. Biểu tượng Isuzu may công nghiệp hết toàn bộ, kết hợp là gương chính điện toàn bộ nha. Trải nghiệm cùng với Trần Anh nè. Gầm cao bánh lớn đi cực sướng, đề nhẹ phát nổ máy rồi. Máy em ru 306.327 km. Đây là số km mà em Isuzu đã từng cất bước đi trên cung đường Việt Nam nhé. Máy em ru, máy lạnh đang mở nè. Kính sau là mọi thứ chức năng đang hoạt động. Anh chị xem nhé. Đấy, kính sau mọi thứ đang hoạt động đầy đủ trên con xe rồi. Phần tắp lô, tắp bi nè, sạch sẽ vô cùng, những cái vân gai nè. Đó, bà con xem là những cái vân gai nè, không có dấu hiệu là phai mờ luôn. Trợ lực lái nhẹ tưng ngồi một chỗ xe vô lăng nè anh chị. Trợ lực lái nắm vào đây nè, xoay nè. Đó, đã không? Quá tuyệt vời. Nhẹ tưng. Đồng hồ nè, đồng hồ máy tinh. Máy lạnh Trần Anh đang mở luôn. Máy móc khô ráo, trang bị đồng hồ áo giờ, mọi thứ chức năng đang hoạt động rất là ok. Kết hợp xem nó là bộ gương chỉnh điện nè anh chị ạ. Đây là bộ gương chỉnh điện nè, đang hoạt động nè. Ok chưa? Chỉnh lên xuống đầy đủ được trên chiếc xe hết nha bà con. Bà con lấy về bà con chạy thôi. Tắp lô, tắp bi sạch sẽ vô cùng. Từ phần tắp bi nè, rất là liền lẹt. Những cái vân gai nè, rin nòi theo xe nhá. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ cho bà con cô bác luôn. Đây là trên là phần học con ngựa đổ về nè. Len ken xà beng luôn. Mua về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì hết. Đèn còi cực kỳ là mới, nhạy vô cùng. Máy êm ru. Hai bên phần sóng thân trụ nè, không một dấu hiệu đâm va móp méo trên chiếc xe nha bà con. Đó là những mẫu xe đẹp bên Trường Anh ô tô đó. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Bên Trường Anh chỉ bán những mẫu xe đẹp và phục vụ cho bà con cô bác thôi. Đẹp chưa? Chất sơn rin phủ toàn bộ nè. Biểu tượng nè, Isuzu Highlander nè. Len ken xà beng luôn. Bốn vỏ mới như nhau nè, chị coi nè. Bốn vỏ mới chưa? Mắc xít nè. Đây là vỏ mắc xít anh chị nha, chữ nổi đàng hoàng nha. Gầm bề phía trong nè, nguyên bản theo xe, không có một dấu hiệu là mục mọt hay là không dưới bị đâm va cứng đục trên chiếc xe đâu. Đây là kính chắn gió nè. Kính chắn gió là nguyên bản luôn nè, không có dấu hiệu là thay thế nhá. Hai cụm đèn nè, mới tinh, máy nổ êm ru, thì thầm mùa xuân luôn nha. Đời 2007, 13 năm trôi qua, em Isuzu vẫn lặng thầm đứng giữa một bầu trời đầy giông bão nha.
mặc cho mưa gió hoành hành, em vẫn hiên ngang trên các cung đường Việt Nam luôn. Tiết kiệm nhiên liệu, gầm cao bánh lớn, dẫn động cầu sâu, 6 lít dầu trên 100 km thôi, thoải mái. Mua về chạy kinh doanh dịch vụ rất là ok, và đặc biệt hơn chở gia đình đi chơi các kiểu con rà điểu trên cuộc đời này. Đẹp chưa? Máy móc êm lắm. Đây nè anh chị, con này trên nắp capo là sơn rin phủ toàn bộ trên nắp capo, mẹt tem nguyên bản cho xe nè, rin nồi keo chỉ bốn cánh không mất phân nào nha, cao su nè, đây là phần cao su đỡ của nắp capo nè, còn nguyên bản luôn, đẹp chưa, từng những con tán, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nhá, đây là tán xe nè, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại hai bên lường nè, đẹp như nhau nha bà con nha. Ôi giời, anh Đinh Thắng, anh đi đâu thế? Alo, ở đây nè, chỉ là dầu trợ lực nguyên bản nó xe nè, cọp chưa? Máy siêu êm siêu ngọt luôn. Con này xài cam đôi anh chị nha, đây nè, đây là cọng dây cô loa cam đôi nè anh chị, máy rất là êm ái. Đây là máy nè, dòng này sử dụng qua quẹt ly tâm nhá, giải nhiệt và giải nhiệt cho bà con cô bác khi đi xe, bà con cô bác sẽ không phải sợ về vấn đề về nằm đường đâu nhá. Đây là biểu tượng của Isuzu nè anh chị nè, máy là mới tinh, anh chị coi từng con tán nè, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nhá. Rin nồi heo xe luôn, tem tán gốc bảy màu trên nè, còn rin nồi luôn bà con, máy nè êm ru à, anh chị thấy chưa, không có dấu hiệu là cứng đục đâm va, bao cứng đục bao đâm va, bao gồm nước toàn thể tất cả bà con cô bác luôn. Mạc tem là Isuzu Motor Limited nè đó, dòng này nó có mấy phiên bản anh chị nhá, bản Versa, bản Totum, đây là dòng xe phiên bản cao cấp nhất rồi, bản Totum nhá, cuối đời 2007 thì có turbo anh chị nhá, nhớ em cho Trần Anh. Dàn trước nè, không dấu tích là đâm va cứng đục trên chiếc xe nhá, rất là liền lạc. Hộp cầu trì chỉ dẫn nguyên bản nè, đến giờ này em nói vẫn còn in hàng trên phần thân nhựa của hộp chỉ dẫn bản cầu trì nhá. Rin nào từ những con tán nè, không có dấu hiệu được khui ra chỉnh nắp capo nhá, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, đinh bấm nhựa nguyên bản rin nồi, lấy về chạy thôi, đồng sơn bao đẹp, bao chất đến tay người sử dụng luôn. Máy êm ru, hãy trải nghiệm cùng với Trần Anh test phần máy nhá. Đây nè bà con, chất chưa, máy cực kỳ là chất luôn, nổ êm ru, siêu ngọt siêu đỉnh luôn. Trần Anh cũng đưa qua công nghệ 4.0 dọn dẹp toàn diện hết trên chiếc xe rồi đó, bà con lấy về bà con chạy thôi, ngoài ra bà con không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu nhá. Đẹp len keng, 2007 bản co tum, máy dầu không một dấu tích lỗi lầm, sơn rin phủ toàn diện trên chiếc xe, một hai chỗ cản trước là đã có sơn lại, xe có sao bảo dời toàn bộ nắp capo bên hông thì chất sơn rin hết toàn diện đó. Bà con đam mê về mẫu này alo cho em, bốn cánh cửa dán phim kích nhiệt hết toàn diện rồi. Ồ anh ơi, lên đây chỉ có nhậu thôi chứ đi đâu. Đang chờ hả anh chị coi nè, Trần Anh đang nói về độ rin của chiếc xe nhé. Đây là hai loa phía sau, cửa sau nguyên bản theo xe, tay nắm nè, rim cho anh chị ạ. À, đây là nước nè, nước của kính sau nè, hai bên keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè, không mất phân nào, không một dấu hiệu đâm va, không một dấu tích là cứng đục trên chiếc xe nhé, rất là mượt mà, rất là bóng bẩy luôn. Đây anh chị coi bề các chân phía sau nè, từ những cái đinh bấm nhựa nè, còn in hàng vào đôi môi của em nó luôn hai bên nè, những cái đinh bấm nè, đẹp tuyệt vời hai bên, không một dấu hiệu là cứng đục đâm va đâu nhé. Đó bà con lấy về bà con chạy thôi, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp nhé, bánh treo đời 2007 à, đẹp cực kỳ, rin nồi chưa, gầm bệ chắc chắn cực kỳ luôn nha bà con, form dáng của em nó nè, đẹp tuyệt vời hai con luôn. Anh chị muốn lấy con nào? Đây nè, hai con là đời 2007 hết, giá tiền chênh lệch nhau từ 10 đến 15 triệu. Trên lệch 10 đến 15 triệu do chất xe anh chị nha, đẹp len keng xà beng luôn. Đây là con 204 nè, con 204 bánh gầm, con này Trần Anh cũng đã vừa đăng clip xong, giá có trăm mấy rồi, đẹp chưa, đẹp len keng nhá. Đây trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh ô tô nè, đây là phần gầm nè, đó gầm nè, gầm bề là mới tinh, không có dấu hiệu là mục mọt trên chiếc gầm đâu nhá, anh chị thấy phần gầm chưa, con này chụp lép dẫn động cầu sau rồi bà con, đó chị ấy chụp lép dẫn động cầu sau chưa, đẹp lên keng luôn.
gầm bề là chắc luôn, chắc lắm, không dưới được một mọt đâu. Máy móc cực kỳ là khô ráo. Anh thấy cục máy không? Cục máy khô ráo không ngờ luôn nha. Đó, bên đây là phần bô nè, bô phía sau của em nó nè. Dòng này xài nhíp anh chị nhá, con này xài nhíp đôi nhá. Đó, mẫu này là xài nhíp đôi nha bà con, trải nghiệm nè. Đó, tổng quan phần tắp lô tắp bi của con Isuzu Highlander nè, xe đẹp xuất sắc luôn. Đó là những mẫu xe đẹp không đó bà con, lấy về chạy ba dàn lạp luôn, đẹp cực kỳ. Đam mê mẫu này thì alo cho em nhé. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng luôn. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều xe giá rẻ nhé.